Filter này nghe nói sẽ dự đoán đúng 90% tình trạng mối quan hệ của bạn trong năm 2024 <laughs> trời ơi <laughs> Không mở mắt ra nữa, nữa Không mở mắt ra nhìn nữa, coi như xí xóa nha Nhá <laughs> ha ha, Filter này sẽ dự đoán tình trạng mối quan hệ của mình trong năm 2024 Mình kể trang thế này còn lâu tóc Cái gì? Bỏ tay ra à! <laughs> các bạn cũng biết đấy Việt Anh thì là một MC Thì cái chuyện nhiều người theo đuổi là cái điều đương nhiên Bởi vì ngoại hình mình sáng mà Thế nên là 2024 còn Một Hai này Căng thẳng thế, thoải mái lên Style cô thư ký Husky Chia ly hay là cắm sừng đây <laughs> Trong cái mặt trên này thì <laughs> Ô nhưng mà mày là được mà